Chào các anh chị nhá Chúng đang đứng ngay chỗ này là thuộc uh, trung tâm xã Đồi Sáu một huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đường này là đường uh, trước đây gọi là đường Trảng Bom An Viễn, nhưng bây giờ đã được đổi tên là đường DT 777. Tức là đường này hướng này là đi ra ngã ba Thái Lan, đi qua Tam Phước rồi lên uh, thành phố Biên Hòa, rồi hướng ngược lại đi khoảng bảy cây số nữa là ra tới khu công nghiệp Bầu Xéo anh chị nhá. Thì chỗ này là trung tâm của xã nên là có đầy đủ các tiện ích sống như bên đó là chợ này, bách hóa xanh này nhà thuốc rồi trường học trường mầm non đây và ủy ban xã bưu điện này. Đây là bưu điện và ủy ban xã ngay kế trước xe hơi đó. Và trung đang đứng đây là giáo sứ Xuân Thịnh. Thì cái mảnh vườn của mình ngay sau lưng cái giáo sư Xuân Thịnh này nằm trên cái trục đường là cũng song song với đường DT 777 này nhá. Anh chị xem xem hết video để biết thông tin chi tiết nhá. Đỗ Trung, nhà đất Đồng Nai nhận ký gửi review bất động sản. Đây thì bắt đầu mình đi từ ngoài đường uh, DT777 này đi vào theo cái đường uh, ngay bên hông nhà thờ đây. Đường uh, em đã quay cái vị chỉ đường này, đường DT777 này. Mình sẽ đi theo cái đường ấp uh, Tân Thịnh này. Đường ấp Tân Thịnh này. Đây là cái đường này, đi vô. Từ ngoài đường này uh, đi đi vào tới uh, đất của mình khoảng uh, hơn một cây số thôi. Đi theo đường uh, ấp Tân Thịnh đây. Này, mình sẽ có thấy cái cổng chào ấp Văn Hóa Tân Thịnh mình đi theo cái đường này vào. Khu này là trung tâm của xã nên đầy đủ các tiện ích sống nhá. Điện máy xanh chợ đây này. Rồi bây giờ mời anh chị đi theo em nhá. Em sẽ chạy thẳng vào đất cho, anh chị xem. Đây sau khi mình đi từ ngoài cái đường vừa ngay DT 777 ấy, đi chừng 500 m. Là vào gặp cái hẻm này đây Thì cái đất của mình sẽ nằm trên cái hẻm này Từ đây đi xuống đất mình khoảng độ 300m nữa anh chị nhé Chỗ này là trong khu dân cư ấp Tân Thịnh anh chị nhé Đường này là đường Tân Thịnh này Đối diện cái hẻm vào đất của mình là có một cái tạp khóa này anh chị Đây là em chỉ đất rất là là chi tiết Chỉ đường rõ ràng luôn Anh chị có thể xem video rồi có thể tự đi xuống đất, đất luôn Rồi bây giờ em sẽ chạy xuống đất nhá. Cái đường này thì 300 m thì một nửa là đường đá mi và nửa phía dưới vẫn còn là đường đất. Đây chúng đã vào tới uh, lô đất rồi nha. Thì uh, ngay cái uh, điểm đầu tiên mình thấy là đường trước là còn là đường đất ra khó khá là khó đi. Đây, đường mùa mưa mà nên rất là xình lầy nhé. Nhưng mà cái đường này cũng quy hoạch là đường lớn. À, lộ giới đường này tới 10 mét luôn anh chị ạ. Cái đường này là song song với cái đường uh, TT777 vừa nãy em quay ngoài kia nhé. Thì uh, ô đất của mình đây Ô đất của mình uh, là Ngang theo mặt đường này này Ngang theo mặt đường này là 17m Từ cái trụ uh, điện đó kéo dài xuống Giáp với cái vườn tràm đây Là 17m Rồi mặt uh, kéo dài sâu vào trong kia Là 151m anh chị nhá Tổng diện tích của mảnh vườn Mình là 2571 mét vuông Hiện giờ là đang là 5 sổ liền nhau năm sổ liền nhau 2 m mét và à, tất cả thông tin trên đất đấy thì à, quy hoạch trên đất đều là đất à, trồng lúa nước còn lại nhưng mà theo quy hoạch mới 2030 ấy thì à, tổng 2.571 mét vuông này có một nửa một nửa tức là khoảng 1.250 mét vuông giáp với khu dân cư bên kia là quy hoạch đất ở còn cái mặt mà giáp với cái đường này thì vẫn là quy hoạch đất trồng cây lâu năm. thì trên bản đồ quy hoạch thì cuối cái đất này này thì sẽ có một cái đường giáp với khu dân cư tức là đi ngang qua đất của mình ấy thì cái đường cái mặt tiếp giáp với cái đường phía dưới đó ấy, thì sẽ được chuyển lên đất ở nông thôn còn mặt này là đất trồng cây lâu năm. thì em thấy ngay đây là mình cái ô đất của mình đã có điện 3 pha rồi nhá đồng hồ ngay trước đất luôn. tại vì đất mùa mưa với hai nữa là sình lầy không à, nên là em cũng không tiện đi vào à, từ đây mình có thể thấy ngay cái uh, trường học này trường học uh, trường đấy là trường cấp 2 thì ngay sau lưng cái nhà thờ đó đây. từ đường đất là từ vị trí đất này mà đi ra tới đường uh, nhựa là chừng khoảng ba uh, 300 mét như em vừa nói 300 mét thì khoảng 150 mét đầu tiên là có dân cư ở thì người ta đã đổ đá mi rồi dễ đi hơn còn phần trong này thì đang là mùa mưa đường đất chạy hơi khó một xíu đây chúng sẽ dùng uh, live cam để uh, quay toàn cảnh khu vực uh, đất của mình trong vòng bán kính khoảng một cây số nha. thì ngay sau lưng đất của mình là khu dân cư rồi đây ngay sau lưng đất của mình là uh, trung tâm của đồ 61 huyện Tràng bom nếu mà tính uh, ở một cái tam giác uh, tam giác đều lấy ba điểm là sân bay Long Thành, thị trấn Chẳng Bom và à, thành phố Biên Hòa thì cái vị trí xã Đồi 61 này nằm ở giữa tâm cái tam giác đều này luôn tức là từ uh, trung tâm xã Đồi mà đi lên uh, uh, ra tới sân bay Long Thành ấy, khoảng 20 cây số đi theo đường uh, nó có đường thông qua đường 769 rồi tới sân bay Long Thành đây cái lô đất của mình nhìn thấy trên Playcam đây và đi ra thị trấn chẳng bom, ra trung tâm chẳng bom hay lên biên hòa cũng vậy nha anh chị. thì đây là toàn cảnh dân cư xung quanh trung tâm xã đồi thì là đây cái đường này là đường chẳng bom an viễn hay như lúc đầu em nói đường này là đường dt 777 bảy bảy hướng xe đang chạy vào là hướng đi ra ngoài đi ra ngã ba thái lan còn hướng đi thẳng đó, hướng thẳng này ra là đi khoảng bảy cây số là ra khu công nghiệp bầu xéo mình có thể nhìn xa xa trên màn hình cũng thấy khu công nghiệp bầu xéo nha anh chị cuối cái chân màn hình ấy là khu công nghiệp bầu xéo một lô đất này tổng diện tích là 2.570 mét vuông ngay sát khu dân cư đây bên này là trung tâm xã đồi gồm có các uh, tiện ích trường học này trường cấp 1 này trường cấp 2 ủy ban nhà thờ bên tay phải rồi xa trong cái mảng xanh trong kia là cao su Đất của nông trường uh, cao su đó anh chị tập Đi vào đó là trong Vào đó xíu nữa là sang xã An Viễn Dân cư tập trung chủ yếu ở hai bên đường Và cái cái um, quanh uh, Xung quanh nhà thờ đó anh chị Xung quanh nhà thờ xung quanh cái giáo sứ uh, Tân Thịnh này Đây là giáo sứ này hồi nãy em bay uh, em để độ cao thấp một xíu nữa thì đụng vô cái chuông nhà thờ bên phải mình là giáo sứ Tân Thịnh bên trái là ủy ban xã ủy ban xã và xíu nữa là chợ này bên trái là mà là mà màn hình là chợ uh, xã đồi nhá hướng này đi ra là đi uh, ra khu công nghiệp dầu dây hoặc à, xin lỗi khu công nghiệp Giang Điền đi thẳng đường uh, đó là ra khu công nghiệp Giang Điền đây bên hông nhà thờ này là có cái đường Tân Thịnh mình sẽ đi cái đường thẳng cái đường này vào đất cái lô đất này thì theo em thì phù hợp với anh chị nào mà muốn mua để làm làm vườn hoặc làm nhà xưởng tương lai muốn làm nhà xưởng ấy, thì cũng rất là phù hợp nhá tại vì gần khu dân cư đường ô tô ra vào thoải mái còn làm nhà vườn thì cũng quá tốt cái giá thì em tôi cũng xin đưa ra cái giá là chủ chào giá 2 tỷ ba anh chị nhá 2 tỷ ba là có thương lượng đấy 2 tỷ 3 cho một cái thửa đất mà cái lô đất mà tới 2.570 mét vuông tính ra chưa tới 1 triệu một mét đất có quy hoạch đã ở luôn cái đường này là đường mình đi vào đất này em sẽ quay vào cái đường đá để cho anh chị thấy đây, cái đường đá mình thấy trên màn hình đây đây em quay lại em quay này là rất chi tiết anh chị xem có thể hình dung rõ chẳng cần đi xem đất cũng biết được đây cái đường mà em nói là 300 m từ ngoài dân cư đi vào 300 m là tới đất. Đây cái vị trí lô đất của mình đây. Thì làm nhà vườn hay là làm nhà xưởng ấy thì cái này là cái bước đầu tiên mình mua đất thôi. Còn nếu mà về làm thì em thấy cái thế đất nó cũng vẫn còn hơi thấp. Tại vì đất ruộng mà. Lịch sử nguyên nguyên thủy của nó là đất ruộng. Bây giờ thì người ta bỏ hoang thôi. Anh chị nào mà về muốn cải tạo sử dụng thì mình cũng phải đổ thêm đất hoặc là cải tạo một thời gian đây là vị trí em chụp ở trên Google map xung quanh thì em thấy phần lớn bây giờ là người ta để cho cỏ mọc thôi hoặc là có nhiều nhà thì họ trồng tràm trồng tràm coi như là giữ đất đấy bên phía này thì vẫn có dân người ta trồng lúa bên đối diện bên đường bên này này trồng lúa trồng hoa màu trồng bắp đậu các thứ thì anh chị nào mà cái đường à cái đường trước đất của mình là đường thông nhá đường trước đất là mình là đường thả đường thông song song với cái đường chạy bom ăn viễn ấy anh chị nào thấy nó phù hợp với phù hợp với cái giá cả hiện nay tương đối là rẻ đấy thời điểm mà à, mà mà thôi cách đây khoảng 2 năm đấy thì cái miếng đất này phải tầm 4 tỷ phải giao tầm 4 tỷ thì mới là hợp lý nhưng mà bây giờ thì thị trường đứng lại ấy, nên là giao cái giá đơn giản giá để ra bán ấy em hạ like cam thấp xuống em bay vòng lô đất cho anh chị xem đất thì trên đất thì cỏ dại thôi chứ chủ cũng không có làm chưa có làm gì không trồng tràm mà cũng để trống vậy thôi em sẽ bay lại kế cái lô đất cái cái nhà tôn này là thuộc bên đất người ta nha anh chị lô đất của mình là kế cái nhà tôn này luôn đây cái lô đất của mình là giáp từ cái nhà tôn này đổ giáp phía tới cái vườn tràm đây rồi bay thì kéo thẳng vào trong rồi đây, rất là gần khu dân cư nên là anh chị uh, mua làm nhà vườn thì cũng không có sợ xa xôi. Buổi sáng mình uh, có các nhu cầu thiết yếu đi chợ hay là đi học làm việc thì cũng rất là thuận tiện từ đây ra khu công nghiệp Bảo Xéo ha, và đi vào khu công nghiệp Giang Điền thì cũng uh, bằng nhau tức là khoảng uh, 6 đến 7 cây đấy anh chị trên đất thì cỏ mọc khoang thôi chứ chưa có cải tạo hay làm gì hết Được cái đất là gần khu dân cư, từ đây mà mình đi lên, đi ra Tam Phước tầm 10, 15 cây số là ra tới Tam Phước, phường Tam Phước của thành phố Biên Hòa là ra quốc lộ 51. Và đi ngược lại khoảng 7 cây số là ra quốc lộ 1A, khu công nghiệp Bầu Xéo, thị trấn Trảng Bom. Nhìn chung đây là một mảnh đất vườn liền kề khu dân cư rất là tiềm năng nhé. Anh chị nào mà có tiền thì có thể cân nhắc để mua để dành sau này đầu tư hoặc là làm của hoặc là mình có thể về cải tạo làm nhà vườn ở khu vực này thì đều là hợp lý nhé. Bây giờ em sẽ kiểm tra thông tin quy hoạch. Thì đây là chung test cái thông tin quy hoạch của cái mảnh đất vườn ngày hôm nay nhé chúng đang ngồi trước cái mảnh đất vườn này đây, đây cái chấm xanh đó, thì anh chị nhìn thấy tổng hợp tổng thể là thấy có hai màu, ba màu nhưng mà cái đất của mình nằm trên hai màu cơ bản, thứ nhất là cái chỗ điểm xanh đấy là vẫn là màu vàng, màu vàng này là quy hoạch đất trồng cây lâu năm nha anh chị, rồi cái mà phía bên này màu hồng này là quy hoạch đất ở tại nông thôn, thì cái thửa đất của mình đây, ba cái thửa đất của mình đây, em bắt đầu em lấy từ màu hồng trước nha, thửa đầu tiên này thửa này là đây thửa đầu tiên có diện tích là 944 mét vuông 944 mét vuông là hiện trạng thì như em đã nói thì mục đích sử dụng là lấu ca là lúa đất trồng lúa nước còn lại nhưng mà quy hoạch tới 2030 quy hoạch sử dụng đất 2030 là đất ở tại nông thôn và phía trước cái thửa này sẽ có 72,8 mét là đất giao thông phía sau này sẽ mở một con đường giáp với khu dân cư nha anh chị nhá. Đây thì con đường này nó cũng đi ngang qua đất của mình và lấy vào phần đất của mình là 72,8 m. Rồi cái thửa tiếp theo này, rồi cái thửa tiếp theo này anh chị. Cái thửa tiếp theo là có diện tích là 625,4 m vuông. Thì cũng là đất lầu ca. Quy hoạch là có trong cái thửa này thì có hai phần này. Phần 332,9 m là đất ở tại nông thôn, mình nhìn nhìn rõ ràng là hình dung là cái thửa mình được chia làm đôi hai phần này hai phần chéo nhau thì cái phần màu hồng là quy hoạch đất ở còn phần màu vàng là quy hoạch đất trồng cây lâu năm anh chị nhá rồi còn ba thửa tiếp theo này ba thửa tiếp theo thì đều là quy hoạch màu vàng hết thì đều là đất trồng cây lâu lâu năm đây như anh chị thấy trên hình này đất trồng cây lâu năm này thửa này cũng là đất trồng cây lâu năm 439 m và cái thửa tiếp giáp với đường hiện hữu em đang ngồi đây 312 mét vuông thì cũng là 10 cũng là đất trồng cây lô năm và như anh chị thấy thì mặt tiền đường này là 17 mét nhé ngang theo mặt đường này 17 mét tổng của năm thửa này là 2.571 mét vuông 2.571 mét vuông ngang 17 mét dài vào cộng hết năm thửa lại tầm 151 mét một nửa là quy hoạch đất ở một nửa là quy hoạch đất trồng cây lô năm và có một cái đường hiện hữu là chỗ chúng đang ngồi trước đây là cái thửa đang hiển thị trên màn hình là đường này là đường hiện hữu rộng 10 mét anh chị nhá và phía sau nữa có một cái đường trên quy hoạch có cái đường quy hoạch sẽ mở thêm một cái đường phía sau nữa nhưng mà hiện giờ thì chưa có đường anh chị thì sau này nếu mà mở cái đường phía sau thì lô đất của mình hiển nhiên là thành hai mặt tiền đường rồi đúng không rồi đấy là toàn bộ thông tin quy hoạch cái quy uh, hoạch thì như vậy nhưng bây giờ uh, anh chị em xem rồi là có gì uh, cái gì không hiểu ấy có thể comment ở phía dưới để Trung sẽ trả lời giải đáp nhé. Đến đây thì Trung cũng xin dừng cái video ngày hôm nay tại đây. Anh chị ủng hộ Trung một cái like, một cái đăng ký kênh để Trung có động lực làm nhiều video tiếp theo cho anh chị tham khảo nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.